thưa quý vị và các bạn, nhằm tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật cho những đối tượng là học sinh, sinh viên, chủ nhân tương lai của đất nước nói chung và thủ đô nói riêng, các ban ngành của Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt nhằm thay đổi nhận thức cho các em từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là việc làm thiết thực vì một thủ đô văn minh, hiện đại. Phóng sự do phóng viên thực hiện tại một số trường làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật ở Hà Nội. Đây là giờ giáo dục công dân của lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tiết học tuyên truyền cho các em về pháp luật an toàn giao thông ngay từ những ngày đầu năm học. Từ những buổi học như thế này, nhận thức của các em đã dần thay đổi, thậm chí thay đổi cả nhận thức của bố mẹ. Ví dụ như là buổi chủ nhật đi chơi thôi, thì bố mẹ cháu hay đèo cháu đi. Thì trên đường đi thì cũng có những lần bố mẹ cháu vi phạm vào những cái luật giao thông. Thì cháu cũng thường hay nhắc nhở, thường xuyên phải nhắc nhở bố mẹ cháu là phải đi đúng luật để không để trên đường đi giảm bớt những vụ tai nạn giao thông hơn. Nhận thức của cháu đã thay đổi sau cuộc tuyên truyền về giáo dục và pháp luật. Những biểu hiện ở trong cuộc sống của cháu cũng thay đổi hơn, cách cư xử với bạn bè, ông bà, gia đình, thầy cô trên trường lớp cũng thay đổi tích cực. Ngày xưa là cũng hay trêu chọc đánh các bạn tưởng là vui, nhưng mà vừa thấy là nó vi phạm pháp luật nên là cháu không làm nữa. Còn đây là buổi tuyên truyền về pháp luật do Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, huyện Thanh Trì tổ chức về lĩnh vực an toàn giao thông, môi trường, bạo lực học đường, ma túy. Qua các cái đợt tuyên truyền trong nhiều năm ấy, chúng tôi rằng ý thức nhận thức của các em học sinh không cao, thực hiện nội quy nề nếp trường lớp rất là tốt. Cái việc mà không để xảy ra các việc ùn tắc an toàn giao thông ở khu vực cổng trường đấy là nâng cao, là ý thức của các em học sinh và trẻ em học sinh đã được nâng lên. Cái việc bảo vệ môi trường và các cái vụ việc liên quan đến việc bạo lực học đường rồi cái xâm hại trẻ em là không có xảy ra trong nhiều năm qua. Học sinh phổ thông là đối tượng sắp trưởng thành, chỉ còn 1-2 năm nữa là các em đủ tuổi chịu trách nhiệm cho bản thân mà không cần sự giám hộ của cha mẹ. Song trên thực tế, nhiều phụ huynh thiếu sự quan tâm, định hướng, thậm chí giao phương tiện cho các em tự đi học. Việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Ngoài pháp luật về an toàn giao thông thì nhiều pháp luật khác cũng được nhà trường tuyên truyền tới các em. Khi chúng ta được nghe tuyên truyền trên trường học trong các giờ như thế này thì cái ý thức của chúng ta nhận được sẽ nhiều hơn và chúng ta sẽ cải thiện được cái kỹ năng tham gia giao thông của chúng ta, không nên đi hàng ba hay là không lạng lách đánh võng hay là vượt phi xe quá tốc độ. Trường con cũng khá thường xuyên chia sẻ những cái buổi tuyên truyền về pháp luật và giáo dục học sinh về những vấn đề như này, nhất là những buổi đầu năm học sau khi bọn con khai giảng xong thì bọn con hay lên lớp và các cô sẽ tuyên truyền cho bọn con về luật an toàn giao thông. Và chương trình giáo dục của Việt Nam cũng đã lồng ghép những cái bộ luật như này vào chương trình lớp 10, lớp 11 và nhất là lớp 12. Mỗi năm, hàng trăm buổi tuyên truyền như thế này được thành phố Hà Nội tổ chức riêng cho các em học sinh để các em hiểu rõ quy định của luật giao thông đường bộ và hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông từ nhỏ, góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội. Khi mà có cái màu áo của các bên công an đấy và bằng các hình ảnh thực để tuyên truyền cho các con về kiến thức, thì từ họ có kiến thức thì sẽ dẫn đến nhận thức, họ nắm được và họ nhận thức được thì sẽ hành động sẽ tốt hơn. Đối với cái thế hệ học sinh, những cái lứa tuổi học sinh ấy, thì nó sẽ việc tuyên truyền sẽ tốt hơn, nó được lâu dài hơn. Với cháu ngay bây giờ các cháu đã phải là cái chủ thể để thực hiện các cái quy định đó rồi. Và sau này nó tương lai đấy là các cháu lớn lên các cháu sẽ có những cái trang bị cho mình những cái hành trang đó. Theo số liệu của Công an thành phố Hà Nội, tính từ đầu năm tới nay, Công an Hà Nội đã phối hợp với các quận huyện, cơ quan tuyên truyền gần 400 buổi tại các nhà máy, xí nghiệp với gần 190.000 người tham dự, trong đó các đối tượng là cán bộ, công nhân viên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội về các luật hiện hành. Thực hiện kế hoạch 265 phối hợp giữa Công an Hà Nội và Sở Giáo dục Đào tạo về việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tập trung vào tháng cao điểm an toàn giao thông đã tổ chức tuyên truyền trên 100 buổi cho trên 70.000 học sinh, đồng thời triển khai ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông với 1.183 trường học và gần 1,2 triệu học sinh, gần 1.000 lái xe, gần 50.000 cán bộ công chức viên chức và gần 300.000 phụ huynh. Vâng, thưa quý vị, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, chúng ta hy vọng rằng mỗi em